quý vị đến với chương trình Tiêu điểm 365 trên sóng của Đài Phát thanh Truyền hình Lâm Đồng. Chương trình hôm nay có các nội dung đáng chú ý sau đây. Đà Nẵng, đoàn thanh niên tạo sân chơi cho sinh viên nghiên cứu khoa học. Bình Phước, cá chết hàng loạt ở khu vực thượng nguồn sông Sài Gòn. Thành phố Hồ Chí Minh bắt giữ hai người nước ngoài dùng roi điện tấn công để cướp xe máy. Lâm Đồng, lãng phí từ những cơ sở đào tạo nghề. Thưa quý vị, làm thế nào để khuyến khích sinh viên tham gia nghiên cứu khoa học? Đây là trăn trở của nhiều tổ chức đoàn ở các trường đại học. Trong khi đó, tại Đại học Bách khoa Đà Nẵng, những hội thi do đoàn trường tổ chức đã và đang là sân chơi khuyến khích sinh viên tham gia vào các đề tài nghiên cứu. Trong đó, nhiều nghiên cứu đã được đưa vào ứng dụng thực tiễn. Đã có nhiều đề tài nghiên cứu của sinh viên được đưa ra ứng dụng trong thực tế từ các cuộc thi nghiên cứu khoa học do đoàn thanh niên tổ chức như thế này. Những cuộc thi như vậy không chỉ giúp các bạn hiện thực hóa được ý tưởng mà còn tạo niềm đam mê nghiên cứu khoa học trong sinh viên. Qua cuộc thi sinh viên nghiên cứu khoa học của đoàn trường Bách khoa thì là tôi cảm thấy là có rất nhiều là kinh nghiệm mới, như là những góp ý của các ban giám khảo làm cho tôi có những cảm hứng mới, có thể là để sau này là thiết kế cái mô hình này là được tốt hơn. Bên cạnh công việc học tập á, thì nhà trường cũng đã tổ chức rất nhiều hoạt động sinh viên nghiên cứu khoa học. Đấy, nó có thể trải dài trong suốt cả năm và đặc biệt là cái sự tham gia của cả cái đoàn thể trong nhà trường, đặc biệt là đoàn thanh niên là có một sự góp ý rất đắc lực cho phong trào của nhà trường. Vai trò của đoàn thanh niên là xây dựng phong trào, nhưng những phong trào phù hợp với chuyên môn, phát huy được hết kiến thức, kỹ năng của sinh viên sẽ trở thành phong trào có lực hút lớn đối với sinh viên. Để hoạt động nghiên cứu khoa học không còn mang tính hàn lâm ép buộc, thì những sân chơi hình thành phong trào nghiên cứu trong sinh viên như cách làm của đoàn trường Đại học Bách khoa Đà Nẵng đã dần tạo sự đam mê trong hoạt động nghiên cứu khoa học của sinh viên nhà trường. Lần đầu tiên, nội dung về nhận biết các loài cây dược liệu có trên địa bàn đã được huyện Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam đưa vào biên soạn giáo trình để giảng dạy. Đây là cách làm hoàn toàn mới nhằm giúp học sinh dân tộc thiểu số nâng cao hiểu biết, phát triển nguồn dược liệu quý tại địa phương. Đây là buổi học ngoại khóa về việc tìm hiểu cây dược liệu của các em học sinh lớp 8 trường phổ thông dân tộc bán trú trung học cơ sở Trà Chon. Tại đây, các em học sinh được tìm hiểu về tác dụng quý của các loại cây dược liệu như quế, sâm nam, dạo cổ lam, đương quy và đặc biệt là cây sâm ngọc linh. Vừa học lý thuyết vừa thực hành tại vườn ươm của nhà trường đã giúp học sinh nắm vững kiến thức về cây dược liệu. Khi con học buổi ngoại khóa, con đã tìm hiểu được rất là nhiều điều như trồng cây dược liệu và những cách chăm sóc. Xuất phát từ sự phong phú và đa dạng các nguồn thảo dược quý, từ năm học 2016-2017, huyện Nam Trà My đã chỉ đạo phòng giáo dục tiến hành biên soạn, đưa vào giảng dạy môn học về các loại cây thảo dược trên địa bàn. Từ một cái địa phương mà chưa biết gì về dược liệu, nhưng mà hiện nay là hầu như là tất cả bà con và học sinh đều là biết cái tác dụng của nó và cái giá trị kinh tế của từng loại cây. Việc đưa kiến thức về dược liệu vào trường học có ý nghĩa góp phần bảo vệ được rừng nguyên sinh từ đầu nguồn, nâng cao ý thức cho học sinh người dân tộc thiểu số trong việc bảo vệ và khai thác bền vững tài nguyên thiên nhiên ở huyện vùng núi cao Nam Trà My. Thưa quý vị, mang nhiều lợi ích cho cộng đồng, tuy nhiên nghề công tác xã hội vẫn chưa thực sự được nhiều người nhìn nhận đúng bản chất. Hiện nay, nghề công tác xã hội tại Việt Nam vẫn còn nhiều bất cập, không chỉ thiếu nguồn nhân lực được đào tạo bài bản, mà mạng lưới các cơ sở cung cấp dịch vụ công tác xã hội cũng còn thiếu và yếu. Điều này đòi hỏi cần phải xây dựng khuôn khổ pháp lý để nghề này phát triển một cách chuyên nghiệp. Công tác tại Trung tâm Bảo trợ Xã hội 3 Hà Nội, y tá An Thị Hòa vừa đảm nhận công việc của một nhân viên y tế, vừa là một nhân viên công tác xã hội đã 20 năm nay. Tuy nhiên, do không được đào tạo bài bản về công tác xã hội, nên chị cũng gặp khó khăn nhất định khi tiếp cận đối tượng. Có những cụ thì rất là cởi mở, nhưng có những cụ thì lại không muốn nói, không muốn kể những cái hoàn cảnh khó khăn của mình ra ấy. Nên là những cái đấy nó cũng gặp rất là nhiều khó khăn. Ngoài chị Hòa, trong số 78 nhân viên công tác tại trung tâm, chỉ có 8 người được đào tạo nghề công tác xã hội. Nghề công tác xã hội trên thế giới đã phát triển chuyên nghiệp, còn ở Việt Nam, đây vẫn còn là một ngành mới, dù đề án phát triển nghề công tác xã hội giai đoạn từ năm 2010 tới năm 2020 đã được chính phủ ban hành từ tháng 3 năm 2010. Cái môi trường thật sự chuyên nghiệp để cho các bạn ra trường làm vẫn chưa có. Ở các tổ chức NGO, đấy cũng là một cơ hội rất là tốt cho các bạn và mức lương rất là cao. Họ cũng đòi hỏi những
nhân viên công tác xã hội chuyên nghiệp thật sự và có tố chất thật sự và trình độ thật sự. Nhưng cái năng lực của các bạn, nhất là về tiếng Anh, lại là một cái điểm chưa phải là mạnh. Hiện ngoài ngành lao động thương binh và xã hội, mới chỉ có một số ngành thực hiện thí điểm mạng lưới cung cấp dịch vụ công tác xã hội như giáo dục, y tế. Trong khi đó, số lượng người cần được trợ giúp xã hội trên cả nước là rất lớn, chiếm 28% dân số. Điều này đòi hỏi nghề công tác xã hội phải phát triển một cách chuyên nghiệp, bài bản hơn để từ đó góp phần đảm bảo an sinh xã hội. Ngày 25 tháng 3, Phòng Cảnh sát Môi trường Công an tỉnh Bình Phước phối hợp với Công an huyện Hớn Quản và các cơ quan chức năng liên quan đang tiến hành lấy mẫu nước ở khu vực thượng nguồn sông Sài Gòn thuộc ấp 4 xã Minh Tâm, huyện Hớn Quản để trưng cầu giám định, điều tra nguyên nhân cá chết hàng loạt xảy ra 3 ngày nay trên khu vực thượng nguồn sông Sài Gòn. Trước đó, từ ngày 23 đến ngày 25 tháng 3, nhiều người dân sinh sống trên khu vực thượng nguồn sông Sài Gòn phát hiện ra hiện tượng cá chết hàng loạt nổi trên mặt nước mà chưa rõ nguyên nhân. Hiện tượng cá chết bắt nguồn từ dòng suối Ru thuộc ấp 4 xã Minh Tâm chảy qua địa phận nhà máy bột mì đưa thẳng ra thượng nguồn sông Sài Gòn. Cá chết nổi nhiều trên suối, bốc mùi hôi thối, nước chuyển sang màu xanh. Điều đáng lo ngại hơn là mặc dù không biết nguyên nhân từ đâu, nhưng bà con ngư dân vẫn tổ chức nhau đi vớt cá với mục đích mang về nấu ăn hoặc bán kiếm lời với giá từ 5.000 đồng đến 10.000 đồng một ký. Chính quyền địa phương đã kiến nghị cấp trên sớm kiểm tra nguồn nước và xác định nguyên nhân cá chết để đảm bảo đời sống sản xuất sinh hoạt của bà con nơi đây. Trong thời gian chờ đợi, các cơ quan chức năng kiểm tra làm rõ nguyên nhân cá chết. Cơ quan chức năng khuyến cáo người dân không nên vớt cá chết, đưa đi bán hay nấu ăn. Do nước bị ngọt hóa sau đợt mưa lũ kéo dài và nuôi tôm mật độ dày, vùng nuôi tôm hùm lớn nhất tỉnh Phú Yên tại địa bàn thị xã Sông Cầu hiện đang xảy ra bệnh sữa gây chết tôm trên 80% số lồng nuôi. Tỷ lệ tôm hùm chết trong mỗi lồng nuôi từ 10 đến 30%, cá biệt có lồng từ 50 đến 70%. Để ứng phó, ngành chức năng đã tổ chức các lớp tập huấn hướng dẫn biện pháp phòng trị bệnh tôm hùm, tổ chức tiêu độc, khử trùng vùng nuôi, tăng cường kiểm dịch giống nhập khẩu, hướng dẫn các hộ nuôi tôm hùm di chuyển lồng nuôi đến vị trí có môi trường thuận lợi, bổ sung vitamin và khoáng chất vào thức ăn để tăng cường sức đề kháng của tôm và khuyến cáo nên thu hoạch sớm với tôm hùm đủ kích cỡ thương phẩm. Thưa quý vị và các bạn, rừng ngập mặn được đánh giá là bệ chắn quan trọng bảo vệ con người, nhà cửa khỏi những ảnh hưởng của thiên tai như bão, ngập lụt và sóng triều. Tuy nhiên, tại thôn Tuần Lễ, xã Vạn Thọ, huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa, từ nhiều năm nay, việc bảo vệ, tái tạo và phát triển rừng ngập mặn chưa được quan tâm đúng mức. Chính vì thế mà diện tích rừng ngày càng bị thu hẹp. Các cây đại thụ trong rừng đang chết dần, chết mòn vì môi trường sống bất lợi. Trước đây, rừng phòng hộ ven biển thôn Tuần Lễ, xã Vạn Thọ, huyện Vạn Ninh là nơi cư ngụ của các động vật nhuyễn thể, giáp xác và các loại cây ngập mặn. Nhưng nay, rừng có thêm các hộ dân vào sinh sống, xây dựng nhà cửa, thậm chí trồng cả dừa. Đất rừng vì đó mà bị lấn chiếm gần 50.000 mét vuông. Hiện có khoảng 30 đường ngang dân sinh, 60 hộ dân xây nhà và hàng quán trái phép trong khu vực rừng. Diện tích rừng đã bị thu hẹp từ 20,9 hectare xuống còn 11,8 hectare, giảm gần một nửa so với trước đây. Nói chung là hệ sinh thái bị xâm phạm nghiêm trọng. Lý do là gì? Dân người ta ở thì rác thải, nước thải sinh hoạt và toàn bộ cái để mà hệ sinh thái ở dưới là cá, là tôm, là cua, là những cái mà nó đi cùng với cái hệ sinh thái rừng ngập mặn á là hầu như không còn nữa. Rừng phòng hộ ven biển thôn Tuần Lễ được xác định là một trong những khu rừng ngập mặn có ý nghĩa quan trọng với nhiều cây bần cổ thụ hàng trăm năm tuổi. Vì vậy, trách nhiệm trước tiên thuộc về chính quyền và người dân xã Vạn Thọ. Bảo vệ rừng ngập mặn là bảo vệ chính cuộc sống của những cư dân ven biển. Do mùa mưa năm 2016 kéo dài sang đầu năm 2017, nên tại các mỏ đá khai thác trái phép ở huyện Đông Hòa, tỉnh Phú Yên bị lỏng chân, hiểm họa gia tăng. Tuy nhiên, bất chấp những cảnh báo từ cơ quan chức năng, người dân vẫn hàng ngày mạo hiểm khai thác đá. Ghi nhận tại các mỏ đá trên địa bàn huyện Đông Hòa, đất thì bị sạt lở, đá thì bị lỏng chân, nhiều tảng đá lớn đã bị đổ sập xuống do mưa to kéo dài suốt nhiều tháng qua. Đã vậy, các mỏ đá này nhiều năm nay là điểm nóng khai thác trái phép, đá được lấy theo kiểu, được phần nào hay phần ấy nên càng dễ bị sạt lở khi mưa lớn. Mưa thì rất là to nhưng mà điều thì người ta họ làm đá xong rồi bắt đầu còn lại cái đất ở đây, nó mới trôi mới chảy xuống. Nguy hiểm nhất là tại các mỏ đá đang khai thác. Bên trên là những tảng đá dễ bị đổ sập xuống, còn bên dưới là những lán trại được dựng bằng tre hoặc cây rừng với mái bạt dựa để các thợ đá ngồi đục đá. Được biết, những năm trước liên tục xảy ra những cái chết thương tâm ở các mỏ đá. Về vấn đề này, những thợ đá cho biết họ lo sợ, nhưng làm thì vẫn phải làm để có tiền trang trải cuộc sống. Đối với địa phương thì cũng đã vận động tuyên truyền một số hộ và cá nhân này là phải chuyển đổi
cố gắng chuyển đổi cái nghề nghiệp của mình. Sẽ mất nhiều thời gian nữa, kế hoạch chuyển đổi nghề đối với những người khai thác trái phép mới thực thi được. Còn trước mắt, đang vào mùa xây dựng cao điểm, cũng có nghĩa đang vào mùa khai thác đá. Chỉ có điều, sau mùa mưa vừa rồi, mùa khai thác đá năm nay, hiểm nguy rình rập gia tăng hơn. Ứng dụng năng lượng sạch hỗ trợ cho sản xuất, công ty cổ phần mía đường Biên Hòa Phan Rang đã hỗ trợ cho người trồng mía ở xã Quảng Sơn, huyện Ninh Sơn, Ninh Thuận lắp đặt hệ thống điện năng lượng mặt trời để phục vụ tưới tiêu. Có giá thành từ 65 đến 74 triệu đồng một bộ. Nông dân được hỗ trợ dây vốn mua không tính lãi trong 4 năm. Hệ thống này dễ vận hành, giúp người trồng mía tiết kiệm thời gian, nhân công, chi phí và phát huy hiệu quả tốt trong điều kiện hạn hán. Đến nay đã có 22 hệ thống được vận hành và con số này sẽ tăng lên gấp đôi sắp tới. Đây là mô hình hiệu quả thiết thực cần được nhân rộng, đặc biệt ở địa phương thiếu mưa thừa nắng như Ninh Thuận. Chuyển sang thông tin về an ninh trật tự. Thưa quý vị, ngày 26 tháng 3, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng cho biết đã bắt khẩn cấp và ra quyết định bắt tạm giam hai đối tượng Lâm Văn Hải và Võ Trường Công về hành vi hủy hoại tài sản công dân. Lâm Văn Hải, 28 tuổi, quê tỉnh Quảng Ninh và Võ Trường Công, 18 tuổi, quê tỉnh Đắk Lắk, cùng tạm trú tại thành phố Đà Nẵng, đến một quán karaoke trên địa bàn quận Liên Chiểu để vui chơi giải trí vào khuya ngày 25 tháng 3. Tại đây, cả hai có hành vi quấy rối nhân viên nữ ở quán nhưng bị chủ quán can ngăn. Quá nóng giận, cả hai đã dùng hung khí truy đuổi nhân viên quán, rồi ra tay đập phá tài sản của quán karaoke, gây thiệt hại tài sản ước tính khoảng 50 triệu đồng. Ngay sau khi nhận được tin báo, đội cảnh sát hình sự công an quận Liên Chiểu, Đà Nẵng đã kịp thời có mặt ngăn chặn và tiến hành bắt giữ cả hai với hành vi côn đồ trên. Ngày 25 tháng 3, thông tin từ Công an thành phố Hồ Chí Minh cho biết vừa bắt giữ hai đối tượng mang quốc tịch nước ngoài để điều tra về hành vi cướp tài sản. Trước đó, vào rạng sáng ngày 21 tháng 3, Cơ quan Công an tiếp nhận thông tin về vụ việc một tài xế xe ôm bị hai đối tượng người nước ngoài dùng roi điện tấn công để cướp xe máy. Qua truy xét, đội hình sự đặc nhiệm hướng Nam Công an thành phố Hồ Chí Minh đã nhanh chóng bắt giữ Revi Bakas, sinh năm 1990, quốc tịch Ấn Độ và Moon Atri, sinh năm 1986, quốc tịch Mỹ, cùng lưu trú tại một khách sạn ở huyện Nhà Bè. Tại cơ quan điều tra, cả hai đều thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Để có tiền ăn chơi, hai đối tượng trên đã bàn kế hoạch đi cướp và thủ sẵn roi điện mà chúng tìm mua được trên mạng. Theo đó, Revi Bakas là kẻ trực tiếp cướp xe. Sau đó, chúng mang về khách sạn thay bằng biển số của một chiếc xe thuê khác. Nhưng khi chưa tìm được mối tiêu thụ thì bị bắt giữ. Hiện cơ quan công an đang phối hợp với các đơn vị liên quan để mở rộng điều tra vụ việc. Tiếp theo là các thông tin về an toàn giao thông. Thưa quý vị, trên tuyến đường số 9 thuộc địa bàn tỉnh Quảng Trị, hàng ngày có hàng chục xe khách quá đát được chuyển đổi sang xe tải để lưu thông. Một vấn đề đặt ra ở đây là các loại phương tiện này đã quá cũ nát, vận chuyển hàng lậu chạy với tốc độ cao, gây mất an toàn giao thông. Hiện tại, tỉnh Quảng Trị có khoảng 60 đến 70 loại xe khách chuyển đổi sang xe tải. Các lỗi vi phạm của loại xe này chủ yếu là lắp thêm ghế ngồi, không đảm bảo thiết bị an toàn kỹ thuật chở người sau thùng xe. Do là xe tải nên nhiều lái xe đã lợi dụng gia cố hầm hố ở trong xe để cất giấu hàng lậu vận chuyển từ Lao Bảo về Đông Hà tiêu thụ. Điều này đã gây không ít khó khăn cho các ngành chức năng. Kiến nghị là nên chấm dứt hoạt động của cái loại phương tiện này, bởi vì phương tiện này càng thời gian càng lâu thì nó hoạt động nó không đảm bảo cái độ an toàn, vì cái niên hạn sử dụng là một, thứ hai nữa là cái đường xá của chúng ta không đảm bảo, đường đèo dốc quanh co nguy hiểm. Trong năm 2016, lực lượng cảnh sát giao thông Quảng Trị đã xử lý hàng chục trường hợp vi phạm đối với các loại xe khách chuyển sang xe tải. Thế nhưng với các loại xe cũ nát mà vẫn lưu thông trên đường như thế này thì vấn đề về tai nạn giao thông là điều khó tránh khỏi. Ngày 26 tháng 3, tại ngã tư giao nhau giữa đường tránh phía Tây thành phố Buôn Ma Thuột với đường Nguyễn Thị Định, tỉnh Đắk Lắk, đã xảy ra một vụ tai nạn giao thông giữa hai xe tải, làm một xe tải bị lật nghiêng, một xe tải nát bét phần đầu. Rất may, hai tài xế không bị thương. Theo thông tin ban đầu, rạng sáng cùng ngày, xe tải bị kiểm soát 84C03789 do tài xế Kheo Văn Thọ, sinh năm 1974, ngụ thành phố Buôn Ma Thuột điều khiển. Lưu thông trên đường tránh phía Tây theo hướng Đắk Lắk Đắk Nông, khi xe chạy qua khu vực trên, bất ngờ xảy ra va chạm với xe tải biển số 79C09745 do tài xế Lê Hữu Thành, sinh năm 1988, ngụ tỉnh Khánh Hòa điều khiển, lưu thông theo hướng từ đường Nguyễn Thị Định ra đường tránh phía Tây. Cú tông mạnh khiến xe tải bị kiểm soát 81C03789 bị lật nghiêng, khiến toàn bộ trụ tiêu trên xe tràn ra khắp đường, chiếc xe bị hư hỏng nặng, may mắn tài xế không bị thương. Còn chiếc xe tải biển số 79C09745, sau cú tông bị nát bét phần đầu, tài xế Thành bị thương nhẹ được chuyển đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đắk Lắk. Hiện nguyên nhân vụ tai nạn đã được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.
cuối chương trình là một vấn đề hôm nay. Thưa quý vị, trong những năm qua, nhiều trung tâm hướng nghiệp dạy nghề trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng đã được đầu tư hàng chục tỷ đồng để xây dựng cơ sở vật chất phục vụ công tác giáo dục đào tạo nghề, đặc biệt là đào tạo nghề cho nguồn lao động nông thôn. Tuy nhiên, sau một thời gian triển khai và đưa vào sử dụng lại không phát huy được hiệu quả như mong đợi. Trung tâm giáo dục nghề nghiệp và giáo dục từ xa huyện Bảo Lâm được xây dựng từ năm 2010 với kinh phí đầu tư gần 20 tỷ đồng. Thế nhưng sau 5 năm đi vào hoạt động, trung tâm chỉ mới tổ chức được vài lớp đào tạo nghề thêu ngắn hạn với vỏn vẹn chưa đầy 100 học viên. Như cậu bà dạy đây biết mấy tạm không rồi. Ở đây hiện tại như đó đào tạo chỉ ngay gần hơn mình thẳng cho nông dân thôi chứ không quyền. Theo đại diện của Trung tâm Giáo dục Nghề nghiệp và Giáo dục từ xa huyện Bảo Lâm, việc chọn vị trí nằm gần dự án POSIT nhưng lại xa trung tâm huyện và các xã, ngành nghề lại không phù hợp, dẫn đến tình trạng không thu hút được học viên theo học. Thì mình không sử dụng thì đương nhiên là nó trùng cấp đúng rồi. Cỏ thì toàn ở đây vào cho học sinh vào lao động thì xịt cỏ thường xuyên nhưng mà mình mua nên người lấy này. Đại diện trung tâm cho biết thêm, sau khi có kế hoạch sáp nhập giữa giáo dục nghề nghiệp, giáo dục từ xa thành giáo dục nghề nghiệp, giáo dục từ xa huyện Bảo Lâm, thì cơ sở này bị thừa ra, chưa biết sử dụng vào mục đích gì nên bị bỏ hoang, lâu ngày dẫn đến ngày càng xuống cấp. Giờ thực hiện cái văn bản của chính phủ đó, 43 thì là và cái 76 là phải sáp nhập, không phải là sáp nhập mà chuyển giao cái công tác quản lý nhà nước về giáo dục nghề nghiệp, theo luật giáo dục nghề nghiệp từ Bộ Giáo dục sang Bộ Lao động. Vì sau này các trường nó không còn chữ nghề nữa, nó muốn đổi tên thì tùy. Trước tình hình trên, các trung tâm cần đầu tư về ngành nghề sao cho sát với thực tế nếu không muốn để những công trình hàng chục tỷ đồng này ngày càng xuống cấp theo thời gian mà hiệu quả sử dụng thực tế thì không được bao nhiêu. Đến đây thì thời lượng dành cho chương trình cũng đã hết. Xin kính chúc quý vị có được ngày nghỉ cuối tuần với nhiều niềm vui và hạnh phúc. Cảm ơn quý khán giả đã quan tâm theo dõi. Chương trình Tiêu điểm 365 được phát sóng trên Đài Phát thanh và Truyền hình Lâm Đồng. Xin kính chào và gặp lại quý vị trong chương trình ngày mai. Chương hệ thống quản lý thông tin tiêm chủng quốc gia. Lâm Đồng đổi thay trong sản xuất nông nghiệp ở đồng bào Đam Rông. Bình Dương bắt nhóm đối tượng hung hãn dùng dao chém người. Mối nguy từ bình giữ nhiệt kém chất lượng.